Tổ chức tính toán chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE vừa chính thức đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi hạng 2. Báo cáo ngày 26 tháng 9 của FTSE Russell cho biết, có 3 thị trường mới được nhà cung cấp chỉ số này đưa vào danh sách xem xét nâng hạng, bao gồm Argentina, Tanzania và Việt Nam. Công ty chứng khoán Bảo Việt đã nói rằng, nếu Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng, thì đây có thể sẽ là một thông tin tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch ngày thứ Năm Mặc dù vậy, công ty chứng khoán Bảo Việt cũng nhấn mạnh, việc được đưa vào danh sách xem xét nâng hạng không chắc chắn là Việt Nam sẽ được nâng hạng. FTSE Russell có 9 điều kiện tiên quyết cho việc nâng hạng một thị trường và dù đáp ứng cả 9 tiêu chí thì một thị trường vẫn phải nằm trong danh sách thế dõi ít nhất một năm. Như vậy, nếu việc nâng hạng có diễn ra thì Việt Nam ít nhất cũng phải đợi đến tháng 9 2019. Trước đó, trong lần đánh giá giữa kỳ vào tháng 6 2018, một tổ chức khác rất uy tín là MSCI vẫn giữ nguyên quan điểm đánh giá Việt Nam như năm 2017 rằng thị trường chứng khoán việt nam vẫn được xếp vào nhóm thị trường cận biên